bản tin thời sự và Hoa Kỳ Đài Tiếng Nói Nhân dân truyền hình VOV do Trần Anh Ô Tô đạo diễn. Em Trần Anh Ô Tô xin gửi lời chào bà con nha. Rất là nhiều cô chú anh chị kêu cho em review mẫu xe Hyundai Tucson hàng nhập khẩu mới dầu đây cô chú anh chị. Máy này 2.0 nha cô chú anh chị. Thì hôm nay Trần Anh sẽ review lại mẫu xe này. Và bên em đã dọn xong chi tiết hoàn thiện mẫu xe đến với tay người sử dụng rồi. Hai cụm đèn phía trước là đèn halogen, đèn backlit nha. Biểu tượng mặt ca lăng trước của dòng Hyundai nè. Em đang nhập khẩu nguyên con, sản xuất năm 2009. Động cơ 2.0 lít dầu. Đâu đó mức độ tiêu hao của dầu em này cực kỳ lớn. Nó rơi vào cho cô chú anh chị tầm 7 lít đến 8 lít dầu. Vì dòng này sử dụng toàn bộ hệ thống turbo. Hai cụm đèn halogen là mới nguyên bản nè. Chủ nhà đã lên cam 360 độ. Đầy đủ các tính năng. Mẹ toàn bộ chrome phía mặt ca lăng nha. Anh chị đẹp không? Bằng xe nó bộ áo màu bạc nè. Mâm nè cô chú anh chị, khá là ok. Mâm đúc nè, ABS, 4 cái vỏ mới tinh nha bà con cô bác nha. Tích hợp nè, xi nhan trên gương chiếu hậu cam 360 nè. Đăng kiểm tháng 11 năm 2022. Một mẫu xe SUV gầm cao máy thoáng cực kỳ. Số tự động nha cô chú anh chị. Máy dầu thì tiết kiệm nhiên liệu cho cô chú anh chị lắm. Và cái thứ hai là em nó gầm khá là tương đối khá là cao nè. Design này sử dụng toàn bộ dầu nha. 4 lớp mới nè. Mâm nè cô chú chị, mâm cây đa chấu. Trang bị 4 tấn đĩa ABS. Phía sau là cụm đèn halogen. Biểu tượng logo Tucson nè. 72 Vũng Tàu 09847 nha. Design dòng này sử dụng toàn bộ turbo hết toàn diện. Liền không bà con? Xe đẹp lắm, sơn xi bên ngoài không một dấu tích gọi là trời gì chùa đâu. Bên em cũng dọn rất là chi tiết rồi. Phía sau chúng ta sẽ có một cái băng chứa đồ rất là rộng nha cô chú anh chị. Và thiết kế khá là hay nè, có tấm rèm chống nắng nữa nè bà con nè. Y chang Mazda CX-5 luôn. Đó một điều tính năng cực kỳ là hot. Anh chị có vỏ xe cua mới tinh luôn nè. Cô chú anh chị là rin hết chưa? Đó đời 2009 xốp nè. Xốp cách nhiệt nguyên bản của xe nè. Khá là ok. Keo rin hết toàn tập 100%. Không lỗi bất cứ một khoản gì nha cô chú anh chị nha. Em là ghế da pha nỉ. Anh chị ghế da mới không? Đó là ghế da mới tinh luôn. Không một dấu hiệu là chảy xước. Đây anh chị là ghế da pha nỉ nè. Rất là đẹp, dây đai bảo hiểm an toàn, chốt cửa nè. Dán nè, dán di lông chống trời hết toàn bộ rồi. Palanoma toàn cảnh nè cô chú anh chị. Đó, cửa gió thông thoáng. Đẹp nha, tay nắm nè, xịn sò theo xe nè, trang bị loa nè. 4 cánh chỉnh điện nè. Keo chỉ lóc khóa cho em an toàn, rin hết 100%. Đó là hàng xe cọp bên em đó. Gương cụp mở. Auto lóc kính lóc cửa đầy đủ các tính năng nè, keo rin hết 100% nha. Hai bên là dán toàn bộ di lông chống trời hết toàn diện ở trên chiếc xe rồi. Đây là ghế nè cô chú anh chị, ghế da nguyên bản theo xe nè, vô lăng tích hợp nè cô chú anh chị nè, đàm thoại cuộc gọi, trang bị cam 360 độ, số tự động luôn nha cô chú anh chị nha. Đây chân anh đề máy cho bà con cô bác trải nghiệm nè. Ở đây chúng ta có chế độ eco là chế độ tiết kiệm dầu nè, tiết kiệm nhiên liệu nè. Trợ lực em này thì quá là nhẹ luôn. Nghe YouTube, nghe CH Play, cam 360 độ đây. Đó, bà con thấy cam chưa? Đó, cam 360 độ lên không cái bộ đồ chơi này 20 mấy triệu nha cô chú anh chị nha. Đẹp không? Nè, bên hông trái phải trước sau nè, đầy đủ cái tính năng YouTube kết hợp luôn, nghe nhạc CH Play đầy đủ rồi. Cô chú anh chị mua về chỉ việc sử dụng thôi. Xe cọp lắm. Cân bằng điện tử chống chân trượt nè. Điều hòa tự động là hai vùng cửa gió lập. Đặc biệt hơn chúng ta có xí ghế nè, xí ghế tài nè, xí ghế phụ nè, nghe USB nè, số tự động nè cô chú anh chị nè. Hai cấp đế, hai cấp số chạy đây. Đây cô chú anh chị. Qua đây là bán tự động nè. Bán tự động nè. Đó, rất là ok nhé. Cọp lắm. Được chưa? Đó là xe hàng VIP. Và đây chúng ta sở hữu ngay cửa sổ rất là rộng rãi nè, panorama toàn cảnh nè. Chỉ một nút nhấn thông minh thôi, mở toàn diện cho bà con cô bác luôn. Được chưa ạ? Khá là xịn sò. Đó, ok lắm. Mạc tem nguyên bản nguyên rin. Xe này cô chú anh chị không mua, cô chú anh chị mua xe gì? Máy dầu hiện tại đang rất là hot hàng nha cô chú anh chị nha. Riêng máy dầu chủ nhà lên lót sàn 5D sạch sẽ. Đó là mẫu gia đình 100 phần ngàn đó cô chú anh chị ạ. À, sở hữu cho em nó là đèn halogen,
chủ nhà phải pha led hết toàn bộ rồi nè. Có cái bóng ở dưới kia nó bị cháy rồi, để cho anh thay cho cô chú anh chị. Đây là cục máy nè, cục máy rin lắm. Đây bà con, hai bên trụ là không có đâm phe nè. Anh chị coi kỹ nè, mẫu này rất là dễ coi, rất là dễ coi cô chú anh chị nha. Số là bao rin cho bà con cô bác luôn. Trang bị lại ABS, nỉ cách nhiệt nguyên bản, nguyên rin hết. Sử dụng toàn bộ turbo này cô chú anh chị. Đây là hệ thống turbo tăng áp đây nè. Đây bà con, đó turbo nè, turbo tăng áp hết toàn bộ nha. Nói chung là mẫu này qua thời gian 5 tháng người ta có chỉnh lại mặt nắp cam cò đây cô chú anh chị nè. Mặt nắp cam cò đồng thời là có chỉnh lại. Đó là em đã báo thẳng rồi đó cô chú anh chị ạ. À, còn đâm va cứng đụng là không có, số rin luôn. Số rin tuyệt đối 100%. Bô e cảm biến gió đầy đủ các tính năng chưa. Đây là turbo nè, hai bên trụ đẹp như nhau. Trang bị là ABS luôn nha cô chú anh chị. Là anh cô chú anh chị nè, keo chỉ rin nè, đời 2009 nhập khẩu nguyên con thì xe này phải gọi là bao chất rồi. Rin chưa, nỉ cách nhiệt của đời 2009 mới nguyên, mới nguyên thủy như thế này. Nổ khá là êm. Hai bên dàn treo nè, dàn treo là rin hết nha cô chú anh chị nha. Đó, xe không lỗi, không đâm pha và không tướng đụng đâu. Đi đô là đèn rin hết, bát đèn, bát đèn phía trước là rin toàn tập. Em đã dọn cục máy lên đẹp, đẹp như thế rồi đó. Anh chị thấy cục máy cho anh dọn đẹp không? Dọn máy mới tinh luôn. Chỗ ngồi rộng lắm. Mẫu này chỗ ngồi bề ngang của em nó cực kỳ là rộng luôn. Mẫu hát bách mà, hát bách bản AT cực kỳ là cọp. Nước sơn đẹp, sơn rin đâu đó phải phủ 70% nha cô chú anh chị nha. Đó là hai cụm đèn phía sau là halogen nè. 72 Vũng Tàu, cô chú anh chị ở Vũng Tàu mua em này về thì đi sướng rồi. 5 chỗ ngồi tiết kiệm nhiên liệu, tiết kiệm dầu. Đồng thời turbo tăng áp, đẩy công suất mã lực của em nó lên cực khủng nha cô chú anh chị. Đây là gầm nè, anh chị thấy gầm không, gầm đẹp không? Đó, gầm nhập khẩu nguyên con đó, mới tinh luôn nè. Mới không? Được quá. Đó, gầm cao thoải mái lắm. Ở trong nè, ở trong là rin nguyên bản nguyên thủy nha. Em này sở hữu 4 dàn treo dầu, treo dầu hết toàn bộ nha. Đó, bà con đam mê mẫu này thì alo cho Trần Anh Ô Tô. Em kết thúc chương trình tại đây này nha. Trần Anh see you and goodbye.